Hôm nay Cát Tường bao nhiêu tuổi nè? Hôm nay con 5 tuổi. 5 tuổi, Cát Tường có đi học không? Không. Không đi học, tại sao không? Tại vì con được nghỉ học một đêm. Được nghỉ học một đêm luôn. Rồi nè, Cát Tường kể còn cho. Còn lâu mới đi. Được ha, tại vì còn lâu mới đi học. Do virus đúng không? Virus corona. Vậy theo Cát Tường bây giờ để cho mình khỏe nè, thì mình cần làm gì? Mình đi làm nhưng mà phải đeo khẩu trang. Phải đeo khẩu trang rồi còn gì nữa? Rồi phải dùng khẩu trang để thôi là virus bay vô khẩu trang mà nó cũng nhiễm vô trong được. Ờ. Rồi. Mình mua khẩu trang khác mình đeo nữa. Đúng rồi. Rồi còn làm gì nữa nè? Rồi. Có cần uống vitamin không? Có. Uống vitamin để chống nào? À, vitamin để tăng đề kháng đúng không? Đúng. Hàng ngày Cát Tường uống vitamin gì? Vitamin gấu. Gấu. Rồi vitamin. Rồi vitamin. Rồi phyto. Rồi phyto. Phyto màu gì? Màu cam. Đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ là trái gì ta? Trái cherry. Trái cherry luôn. Uống cái đó thấy nó là sao? Ngon không? Ngon. Ngon lắm hả? Nhưng mà con hôm nay con biết pha phyto. Phyto con để phyto nè, xé phyto ra, đổ vô ly, xong rồi lấy nước đổ. Bắt lên. Rồi uống. Uống. Uống thôi. Ngon. Nhưng mà phải quậy. Phải quậy ra luôn. Rồi ngoài phyto, ngoài cái vitamin gấu, ngoài vitamin C, con còn uống gì nữa? À, chỉ uống hai cái kia thôi. Vậy hả? Con có uống protein không? Không, con không biết uống. Không biết uống protein. Vậy hả? Con chỉ uống vitamin C thôi. Ờ, uống vitamin C thôi, uống gấu. Là mẹ mua con uống lại khuẩn chưa? Chưa luôn. Kỳ này mẹ sẽ mua lại khuẩn cho con chúa Cát Tường nha. Con nhỏ con biết uống hết cái đó nhưng mà hôm nay con lớn không biết nữa. À hồi nhỏ con uống từ lúc nào lận? À con uống từ lúc tối. Từ lúc tối. Từ lúc trong bụng mẹ luôn đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là lúc là mẹ có bầu có em bé con đó là mẹ đã uống rồi đúng không? Không. Mẹ sinh ra con. À mẹ sinh ra con là mẹ. Nhưng mà bố sinh ra con trước. Bố sinh ra con trước. Rồi. Sao rồi bố đổ cho mẹ con. Rồi bố đổ cho mẹ con hả? Đổ cho mẹ con mẹ sinh ra. Bố sinh ra con bố đổ cho mẹ con là mẹ con nuôi con hả? Hay không, nhưng mà con là con của bố. Con của bố. Không phải là con của mẹ Thảo. À vậy hả? Bố nói vậy á. Bố nói vậy hả? Cưng quá. Cái này là hủ gì ta? Hủ táo. Hủ gì? Vitamin táo xanh. Táo xanh vitamin C đúng không? Ở trong có màu xanh. Ví dụ có các bạn nhỏ đó, Cát Tường có muốn gửi lời gì đến các bạn nhỏ không? Có. Cát Tường khuyên các bạn nhỏ là sao nè? Cũng không biết nhưng mà bạn đó là có. Khuyên các bạn nhỏ ơi, hãy uống vitamin đều đặn như Cát Tường mỗi ngày nha. Để thông minh như Cát Tường nha, để khỏe mạnh rồi chống con được đi đường này là con nhỏ luôn rồi. Uống dinh dưỡng mỗi ngày để chi Cát Tường chống được gì? Chống được virus corona. Corona. Virus corona là con virus gì ạ? Con virus mạnh khỏe. À. Ghét không? Yeah.